Kính chào quý phụ huynh và các con học sinh. Hôm nay cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các con học bài 4. Bài 4, học vần O A tọ oát oát. O A N oan oan. O A N oan oan. Oát oan oan. Bây giờ cô mời các con nhìn vào hình ảnh. Đây là hình ảnh trò chơi hoa bé ngoan. Đây, các bé đi học nè, các bé chơi trò chơi hoa bé ngoan. Thì các bé rất là ngoan. Gồm có một bé là 2, 3, 4, 5. Và bên tay phải là có hình ảnh của cô giáo nữa nè. Cô giáo đang hướng dẫn cho các bạn chơi trò chơi hoa bé ngoan. Bạn đứng trước nè, bạn đứng thứ hai thì dịnh vào vai bạn đứng thứ nhất. Bạn đứng thứ ba thì dịnh vào vai của bạn đứng thứ hai. Bạn đứng thứ tư thì dịnh vào vai bạn đứng thứ ba. Bạn đứng thứ năm thì lại dịnh vào vai của bạn đứng thứ tư. Các con có thấy không? Các con xem hình ảnh nha. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần đọc. Vần oát, O A T oát, oát. O A N oan, oan. O A N oan, oan. Oát, oan, oan. Âm hờ, vần oát, hờ ác hoát, nặng hoạt, hờ ác hoát, nặng hoạt, hoạt. Cô đọc lại, hờ ác hoát, nặng hoạt. Bây giờ cô sẽ phân tích cái tiếng hoạt. Tiếng hoạt gồm có âm hờ đứng trước, vần oát đứng sau và dấu nặng nằm ở dưới A. Chúng ta cùng đọc lại, hờ oát hoát nặng hoạt, hoạt. Các con đã nắm được chưa? Các con ơi, nhìn vào cái phía màn hình ở bên dưới. Đây là phim hoạt hình. Phim hoạt hình. Phờ im phim. Hờ ác hoát nặng hoạt. Hờ in hình huyền hình. Phim hoạt hình. Thì các từ phim hoạt hình trong cái tiếng hoạt này, cô thấy có vần oát. Vần oát là vần màu đỏ. O A T oát, dấu nặng nằm dưới A. Chúng ta đọc hoạt, hoạt, phim hoạt hình. Đây là cái gì các con? Đây là cái phiếu bé ngoan. Phiếu bé ngoan. Vờ yêu phiêu sắc phiếu. Bờ e bé sắc bé. Ngờ oan ngoan. Phiếu bé ngoan. Trong các từ phiếu bé ngoan, cô có tiếng ngoan. Ngoan, cô có vần oan. Vần oan là cái vần màu đỏ.
Ngờ, oan ngoan, ngoan, phiếu bé ngoan. Đây là cái hình ảnh cái áo choàng đó các con, áo choàng màu hồng. Chúng ta đánh vần. Ao sắc áo. Ao sắc áo. Chờ oan choang huyền choàng, áo choàng. Trong hai từ áo choàng thì cái tiếng choàng này có vần oan. Có vần oan. Vần oan là vần màu đỏ. O a n ngờ oan. O a ngờ oan. O a ngờ oan. Chờ oan choang huyền choàng. Dấu huyền nằm trên A, áo choàng. Áo choàng. Phiếu bé ngoan, áo choàng. Các con đã đọc được hết chưa? Bây giờ cô sẽ đi tiếp cái phần bé tập viết chữ màu ô ly. Oát hoạt hình. Oan bé ngoan, oan áo choàng. Các con cố gắng viết chữ thật đẹp nha. Cô sẽ chuyển sang cái phần tiếp theo. Các con ơi, nhìn vào phần hình ảnh. Đây là cái phần mà các bạn sau một cái cuộc thi, các bạn được chiến thắng. Người đứng cao nhất là giải nhất. Tiếp đó là giải 2, kế đó là giải 3. Đây là cái cuộc thi sau khi các bạn đoạt giải rồi thì các bạn được nhận những cái huy chương nè, huy chương các bạn đeo ở cổ nè. Đó. Cô sẽ đọc đờ oát đoát nặng đoạt. Di ai giai hỏi giải, đoạt giải. Cô thấy đoạt giải. Từ đoạt giải có tiếng đoạt, đoạt có vần oát, o a tờ oát. Dấu nặng nằm dưới a, chúng ta đọc lại, đoạt giải. Các con nhìn sang cái hình kế bên, đây là hình ảnh cái hoa xoan. Hoa xoan thường nở vào tháng 3, có cái màu rất là đẹp luôn, cái cánh hoa thì màu tím tím. Hờ oa hoa, sờ oan xoan, hoa xoan. Trong tiếng xoan có vần oan. Chúng ta cùng đọc lại, hoa xoan. Cô sẽ chuyển sang cái phần hình ảnh số 3. Đây là cái hình ảnh hoa hoàng anh các con. Hoa hoàng anh. Hờ oa hoa, hờ an hoang huyền hoàng. A nhờ anh, hoa hoàng anh. Trong từ hoa hoàng anh, cô thấy có cái tiếng hoàng nè. Hoàng có vần oan. O a ngờ oan, hờ oan hoang huyền hoàng. Có dấu huyền nằm trên A, hoa hoàng anh. Bây giờ sẽ chuyển sang cái phần bé tập đánh vần và đọc cái đoạn văn. Hoa bé ngoan. Trước tiên cô sẽ đọc trôi, các con cố gắng nhìn theo nha. Lớp của Hoàng đi dự lễ hội hoa. Đến khu trò chơi, cả lớp dừng lại xem. Một cô trong ban tổ chức đang hướng dẫn thi hoa bé ngoan. Cô mặc áo choàng thiêu hoa, các bạn nhỏ thì váy áo súng xính. Những người tham gia đều hân hoan cười nói. Kết quả
đội hoa xoan đoạt giải nhất. Chúng ta cùng đánh vần. Hờ oa hoa, bờ e be sắc bé, ngờ oan ngoan, hoa bé ngoan. Lờ ấp lớp sắc lớp, cờ u cua hội của, hờ oan hoang, quyền hoàng, đờ y đi, giờ ư dư nặng dự, lờ ê lê ngã lễ, hờ ôi hôi nặng hội, hờ oa hoa, đờ in đen sắp đến, khờ u khu, trò o trò huyền trò, chờ ơi chơi, cờ a ca hội cả, lờ ấp lớp sắc lớp, giờ ưng dưng huyền dừng, là ai lai nặng lại, sờ em xem. Mờ út mốt nặng một, cờ ô cô, trờ ông trong, bờ an bang, tờ ô tô hội tổ, chờ ức chức sắc chức, đờ an đang, hờ ương hương sắc hướng, giờ ân dân ngã dẫn, thờ y thi, hờ oa hoa, bờ e be sắc bé, ngờ oan ngoan, cờ ô cô, mờ ác mắt nặng mặt, ao sắc áo, chờ an choang huyền choàng, thờ eo theo, hờ oa hoa, cờ ác cát sắc cát, bờ an ban nặng bạn, nhờ o nho hỏi nhỏ, thờ y thi huyền thì, vờ ai vây sắc váy, a o ao sắc áo, sờ ung sung sắc súng, sờ in xin sắc xính, nhờ ưng nhân ngã nhẫn, ngờ ươi ngươi huyền người, thờ an tham, giờ a gia, đờ yêu đê huyền đều, hờ ân hân, hờ oan hoang, cờ ươi cươi huyền cười, nờ oi noi sắc nói, ca ít kết, quờ a qua hội quả, đờ oi đôi nặng đội, hờ o hoa, xòa ăn xoan, đờ oát đoát nặng đoạt, di ai giai hội giải, nhờ ất nhất. Sau khi đánh vần xong, các con hãy đọc trơn lại một lần nữa nha. Hoa bé ngoan, lớp của hoàng, đi dự lễ hội hoa, đến khu trò chơi, cả lớp dừng lại xem, một cô trong ban tổ chức đang hướng dẫn thi hoa bé ngoan. Cô mặc áo choàng theo hoa, các bạn nhỏ thì váy áo xúng xính, những người tham gia đều hân hoan cười nói. Kết quả, đội hoa xoan đoạt giải nhất. Các con ơi, đọc bài có khó không? Sau khi đánh vần vần oát oan oan được rồi, thì các con đọc thật là trôi chảy, các con giỏi lắm. Bây giờ cô sẽ chuyển sang một cái phần tiếp theo, đó là cái phần tìm hiểu bài. Câu số 1. Ở khu trò chơi có cuộc thi gì? Các con ơi, sau khi đọc bài rồi, các con thấy ở cái khu trò chơi trên cái bài học Hoa bé ngoan đó, thì có cái
Cuộc thi gì các con? Đó là cuộc thi hoa bé ngoan. Hoa bé ngoan. Nha các con. Khi cô hỏi ở khu trò chơi có cuộc thi gì thì các con phải biết trả lời là cái cuộc thi hoa bé ngoan. Tiếp theo câu số 2, đội nào đoạt giải nhất? Đoạt nào đoạt giải nhất? Thì các con sẽ trả lời đội đoạt giải nhất đó là đội hoa xoan. Đội hoa xoan sẽ là đội đoạt giải nhất. Bây giờ sẽ là cái phần giải câu đố. Cánh hoa tim tím trắng rơi, hương hoa thoang thoảng đất trời tháng 3. Là hoa gì? Đây là hoa xoan nha các con. Khi cô giáo hỏi các con phải biết trả lời. Cánh hoa tim tím trắng rơi, hương hoa thoang thoảng đất trời tháng 3 là hoa xoan. Bài học của cô ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Các con nhớ nhấn nút đăng ký để nhận được những cái bài học mới nhất từ cô. Cuối cùng thì tạm biệt và hẹn gặp lại các con vào những bài học lần sau.